Ok, xin chào các bạn, xin chào anh em. Trên tay mình đây là có rất nhiều sản phẩm của nhà Fireball. Sản phẩm màu tím này là sản phẩm Hydro Farm. Sản phẩm màu xanh là Hydro Shampoo. Hai cái sản phẩm này có những tính năng tác dụng gì thì ngay sau đây mình sẽ giới thiệu cho các bạn từng chi tiết từng sản phẩm một. Thì với sản phẩm Hydro Farm, Hydro Farm là chai màu tím này. Chai này 500ml. Chai này, can này là 4 lít, gấp 8 lần. Thế thì chai Hydro Farm này có tác dụng gì? Thì đơn thuần nó sẽ là một cái bọt rửa giống như các bọt rửa thông thường khác. Đấy, về cái tính năng là về cái công dụng để rửa ấy. Đấy, tính năng thì nó tạo bọt, rồi nó cũng dùng để làm sạch xe. Tuy nhiên, cái sự khác biệt mà Hydro Farm này đem lại là gì? Là Hydro Farm này không những nó là cái bọt rửa làm sạch cái bề mặt mà nó còn là một cái chất có chứa thành phần SiO2 ở trong này, titanium gì đấy, SiO2 đấy. Thì khi mà mình rửa cái này lên bề mặt xe ấy, tức là rửa dùng để rửa bước 2, anh em rất nhiều anh em ở trong nghề rửa xe, nghề chăm sóc xe thì nói rằng là làm detailing thì là phải rửa 2 bước. Thì bước 1 là sử dụng cái bọt bọt không chạm đấy, hay còn gọi là pre-wash. Cái bọt pre-wash đấy phun pha loãng, phun lên bề mặt xe, sau đó thì để cho chất bẩn nó dã ra, anh em xịt lại bằng nước. Thì khi mà cái nước đấy, bọt bẩn đấy nó trôi đi rồi thì lúc đấy anh em pha loãng cái dung dịch Hydro Farm này đấy, và sử dụng súng phun tạo bọt để phun lên bề mặt xe. Sau đó phun lên bề mặt xe nhé, cái Hydro Farm này là tạo bọt mà, cho nên là mình phun, mình pha loãng để sử dụng với súng phun tạo bọt và phun lên cái bề mặt xe. Sau khi mình phun lên bề mặt xe rồi thì mình dùng một cái khăn chuyên dụng đấy để mình xoa nhẹ nhàng lên trên bề mặt xe. Sau khi xoa trên bề mặt xe xong thì mình sẽ để 2 phút đấy. Theo nhà sản xuất khuyến cáo là chúng ta nên để 2 phút cho những cái thành phần SiO2, cho những thành phần Caroba ở trong cái chai này nó ngấm vào cái bề mặt sơn đấy, và để nó tạo ra một cái hiệu ứng siêu kỵ nước. Thế thì cái sản phẩm Hydro Farm này thì là một cái sản phẩm mà có tỷ lệ pha loãng rất là cao. Các bạn có thể pha loãng với tỷ lệ 1:10 hoặc là 1:15 đấy, 1:15 đấy, để sử dụng với súng phun tạo bọt. Thì khi mà các bạn sử pha loãng với tỷ lệ 1:10 hay là 1:15 ấy, thì các bạn sử dụng với súng phun tạo bọt thì nó sẽ lấy một phần ở trong cái chai mà các bạn đã pha đấy, với cả 10 phần nước đến 15 phần nước ở ngoài nữa. Thì nó, nếu như mà thông thường thì các bạn pha loãng ra xô thì hay là sử dụng vào một cái bình phun kiểu như dạng phun xương này đấy, hay là cho vào bình bỏ tuyết thì các bạn sẽ pha loãng cỡ khoảng 1:300. Nhưng mà nếu mà mình cho vào cái súng phun tạo bọt thì các bạn chỉ pha lên 1:10 hoặc 1:15 thôi. Đấy, như vậy thì nó đảm bảo về cái độ bọt cũng như là về cái hiệu ứng siêu kỵ nước của cái sản phẩm này. Và mỗi sản phẩm này thì nó sẽ có cái tác dụng là kỵ nước và kéo dài đến 6 tháng các bạn nhé. Sản phẩm này cực kỳ bóng, mình khẳng định với các bạn là siêu bóng. Chưa có một sản phẩm nào trên thị trường bóng như sản phẩm này. Hydro Farm các bạn nhé. Thì sản phẩm Hydro Farm này có dung tích là 500ml và 4 lít. Các bạn có thể vào website của Fireball Việt Nam để xem giá, cũng như là có thể đặt hàng ở trên TikTok hay là trên các cái sàn thương mại điện tử như Shopee, Tiki, Lazada, hay là mua trực tiếp từ nhà Fireball, từ website Fireball Việt Nam. Thì đây là cái sản phẩm Hydro Farm. Đây là sản phẩm Hydro Shampoo. Thì Hydro Shampoo nó khác cái gì? Hydro Shampoo là cái dung dịch mà chúng ta dùng để pha loãng vào cái xô này. Đấy, như cái xô này. Đấy, cái xô này. Thế thì các bạn rửa xe làm detailing thì các bạn biết rồi. Tức là chúng ta cần phải có những cái xô như thế này. Đấy, và có lưới lọc cát như thế này. Đấy, đây là chiếc xô chính hãng của nhà Fireball. Đấy, rất là trong và nó có những biểu tượng cảnh báo, các bạn nhìn này, nó có biểu tượng cảnh báo đấy, tránh cho trẻ em nghịch này, và nó có cái vạch
các cái vạch chia ở đây, đây là 5 lít này, đây là 10 lít, đây là tối đa là mắc là 12 lít. Để chúng ta không nên cho đầy quá, bởi vì cho đầy quá khi mà chúng ta xịt bọt ấy, thì bọt nó sẽ trào răng, dễ bị tràn nước ra ngoài. Đấy, nó rất là lãng phí. Đấy, thì ở bên này họ có ghi Fireball Detailing Bucket, tức là cái xô rửa chi tiết của sản phẩm Fireball, của hãng Fireball. Beyond Your Imagination. Đấy, Beyond Your Imagination là ngoài cái sức tưởng tượng, vượt qua sức tưởng tượng của bạn, hay là ngoài sức tưởng tượng của bạn. Tất cả những sản phẩm của Fireball thì được chúng tôi nhập khẩu về và đều có gắn tem phụ các bạn nhé, đều gắn tem phụ. Đấy. Các bạn có thể vào trực tiếp website của fireballkorea.com hoặc là fireballvietnam.vn. Thì chúng tôi có rất nhiều loại xô. Đấy, xô màu trắng, xô màu xanh, rồi còn những xô màu trắng xanh nữa, hay là rồi có những cái xô màu hồng nữa, rất là đẹp. Đấy. Thì với cái sản phẩm là Hero Shampoo, sản phẩm Hero Shampoo này thì nó có màu xanh. Cái màu xanh này mình không biết gọi nó màu xanh gì, nhưng về cơ bản là nó cũng kiểu như là màu xanh lá cây, màu xanh diệp lục gì đó, nhìn rất là đẹp này, nhìn chai đẹp tuyệt vời. Và những cái sản phẩm này thì có mùi thơm thì phải nói là rất là dễ chịu. Cái chai Hero Shampoo này thì nó có tỷ lệ pha loãng từ 1:300 đến 1:500. Chai Hero Shampoo này thì hãng không khuyến cáo các bạn là pha để sử dụng với cả súng phun tạo bọt. Đấy, không sử dụng với súng phun tạo bọt gắn máy áp lực cao, mà hãng khuyến cáo là chúng ta pha loãng với tỷ lệ 1:300 đến 1:500 và pha vào cái xô như thế này. Sau đó thì mình dùng cái miếng búng mút để mình lấy cho bạn xem. Chúng ta sẽ sử dụng cái găng như này. Chúng ta sẽ sử dụng cái găng tay này, găng tay như thế này, Fireball. Đấy, các bạn nhúng vào trong cái xô dung dịch đã pha, sau đó thì các bạn xoa lên cái bề mặt mà đã được rửa, bước 1 đã được rửa qua lớp đất cát rồi. Tức là cái tất cả những cái sản phẩm Hero Shampoo, Hero Farm đấy thì các bạn đều sử dụng làm cái bọt rửa bước 2, có nghĩa là sau khi các bạn đã pre-wash cái bề mặt xe rồi thì đâu đấy là các bạn pha loãng cái này theo tỷ lệ 1:300 đến 1:500. Đấy, tùy theo thứ nhất là cái này nó có cái thành phần để tẩy rửa là một này, thứ hai là nó có cái thành phần SiO2. Thế thì tùy theo, tại sao mình nói là tùy theo, 1:300 khi nào và 1:500 khi nào? 1:500 là khi những xe đã từng được rửa bằng Hero Shampoo rồi thì các bạn pha loãng với tỷ lệ 1:500 và các bạn rửa khi mà những xe đấy họ vào lần sau ấy thì mình lúc đấy các bạn sử dụng cái Hero Shampoo này để các bạn rửa lại trên cái bề mặt xe đấy thì nó rất là hiệu quả và rất là tốt. Nhưng mà nếu những xe nào chưa từng rửa bằng Hero Shampoo thì các bạn bắt buộc phải pha loãng với tỷ lệ là 1:300 thì nó mới hiệu quả và nó mới tạo ra được những cái hiệu ứng siêu kỵ nước. Thế thì các bạn nhớ cho mình là cái sản phẩm Hero Shampoo này chỉ pha loãng vào xô đấy, và sử dụng găng để cọ lên bề mặt xe. Và khi mà mình xoa lên cái bề mặt xe ấy, thì mình nhớ là để 2 phút. Đấy, sau khi mà để 2 phút xong các bạn xả lại bằng nước cho mình. Đấy, cọ lên và để khô để cho nó ngấm vào sơn, chứ không phải là để khô đâu nhé, để cho nó ngấm vào sơn. Đấy, sau đó thì là mình sẽ xả lại bằng nước. Đấy, sau 2 phút thì xả lại bằng nước. Thì sản phẩm Hero Shampoo này cũng có hai loại dung tích 500ml và 4 lít. Đấy. Thì giá thì các bạn có thể tham khảo ở trên website của Fireball Việt Nam hoặc là trên kênh TikTok hoặc là kênh là Lazada, Shopee, Tiki của Fireball. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào các video tiếp theo.